Ban tuyên giáo huyện ủy Hạ Hòa vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác tư tưởng văn hóa, cộng tác viên dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin khái quát về những vấn đề sự kiện trong nước, quốc tế, tình hình tư tưởng dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về triển khai, thực hiện các nghị quyết trung ương, tỉnh và thực hiện nhiệm vụ phát triển chính trị tại địa phương. 6 tháng đầu năm, lực lượng công tác viên dư luận đã chủ động nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, phản ánh các vấn đề gây băn khoăn, bức xúc trong dư luận. Việc tuyên truyền định hướng dư luận xã hội được tăng cường, tạo được sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban tuyên giáo huyện ủy Hạ Hòa đề nghị các cơ quan đơn vị cần tập trung tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Đảng, Nhà nước, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Tích cực tuyên truyền kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.